Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động cuối năm đang tồn tại nghịch lý. Nhiều người thất nghiệp hoặc mất việc làm chỉ muốn xin việc làm thời vụ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp muốn nhận lao động làm việc lâu dài nhưng lại không tuyển được. Đây cũng là một thách thức trong việc kết nối cung cầu lao động hiện nay. Nghỉ việc sát Tết, sau khi xin việc bị nhiều nơi từ chối do tuổi đã cao, chị Thủy quyết định nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và làm online tại nhà. Một tuổi cao rồi cho nên là xin những cái công việc phù hợp với sức khỏe mình là rất là khó. Nên là chuyển qua làm công việc online. Tại sàn Việc Làm Hà Nội, một vòng máy tính để kết nối trực tuyến người lao động và các doanh nghiệp đã được trang bị sẵn. Nhưng số lượng người thất nghiệp đến tìm việc trực tiếp hoặc tham gia ứng tuyển từ xa rất ít. Tâm lý của người lao động, họ cũng có nhiều e ngại là khi đến Tết đi tìm việc là rất nhiều doanh nghiệp từ chối. Doanh nghiệp thường nói rằng là Tết thì rất là bận, hoặc là khi Tết thì có thể phải cân đối một cái khoản tiền thưởng tiền Tết, cho nên là lao động cũng có cái tâm lý e ngại. Trong khi một số lao động không mặn mà tìm việc làm mới, thì cuối năm một số ngành nghề lại chủ động tuyển người. Tại nhà máy này, dù có thời điểm đã từng giảm 1/3 công nhân, tuy nhiên những tháng cuối năm tình hình đã khả quan trở lại. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện nhà xưởng thứ 3 tại Vĩnh Phúc, dự kiến tuyển khoảng 300 công nhân trong giai đoạn đầu đi vào vận hành. Dù sụt giảm lao động vào thời điểm đầu dịch, nhưng đến nay chúng tôi đã giữ được nhịp sản xuất ổn định, công ăn việc làm, phúc lợi của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, dự kiến cuối năm nay, chúng tôi sẽ đưa vào vận hành nhà xưởng thứ 3 tại Vĩnh Phúc, ngoài cơ sở hiện tại ở Hà Nội và Bà Rịa Vũng Tàu. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra một trong ba thách thức của bức tranh kinh tế cuối năm, đó là thực trạng người lao động mất việc làm chưa được cải thiện. Số lượng người đến thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tăng lên so với cùng thời gian năm ngoái. Chính việc đó thì chúng tôi cũng tập trung tối đa mọi nguồn lực và chỉ đạo tất cả các hoạt động của các sàn giao dịch việc làm vệ tinh là tập trung hướng đến hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, cũng như là cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên cả hai phân khúc, cả thị trường lao động full time và thị trường lao động bán thời gian. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực chỉ đạo các sàn việc làm địa phương tăng tần suất các phiên việc làm, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường.